Em hết tiền rồi đấy. Xem tình hình anh yêu đi bắt con.
No toy, no toy. Về thôi. Ờ, bảo con dâu cô vào nhà thử chút. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
แล้วอ่ะก็ได้งานเลยทำคนเดียวเนี่ยเสียงงานเราอยากทำคนเดียวเสียงงานเด็ดว้าไม่ดีหรอไหนก่อนเนี่ยเหนื่อยก่อนเดี๋ยวไงบู้เดี๋ยวรับไงกันโนวังว้าได้อ่ะเลยบ้าหูใจเลยได้ไหมเลยได้ใช่ไหมเลยให้ตำไม่ตำได้ไหม
Tôm nó là đủ. Được không? Tôm nó đủ anh ạ. Con kêu đây. Tối em mua rượu cho anh uống nha. Ừ. Anh bây giờ khát rượu chưa? Khát rượu đấy, khát rượu lắm rồi đấy. Đây sắp thế rồi chứ là hai tuần nữa. Cái này không cầm mẹ, ta tặng cho mà đập chẳng bây giờ. Thế này mình phải để con trai con đứa nhỉ. Thế nhờ, em yêu nhỉ. Thử cái này, viên nào rồi, cái này. Cho vào đấy. Con nhá, con để bố làm ha, con nhá. Để bố làm trường bộ câu nhá. Thằng anh ạ, cắt đi. Yeah. Cắt đây, đoạn này, đoạn này. Con thèm rượu rồi. Này.
Bố chỉ giả vờ chăm chỉ để mẹ mua rượu cho uống thôi, con nhỉ? Thế bảo mẹ đi mua rượu cho bố nhá, con nhá. Làm gì không làm gì mổ đôi ra đi nhỉ? Ừ. Đấy, thẳng vào nha em ơi. Đó bên này này, anh cầm cho nha. Ngoan nào, ngoan không? Để đâu nha. Thank you.
sắp xong rồi. Ừ, ở đây xe nào đón cái này được không? Chú à, chú đến thêm lửa này. Vâng. Cháu nhờ hồ thêm hai con lửa nhé. Vâng, vâng, vâng. Được rồi, chú. Không chú. Được, được, được. Để phép. Thế là tháng nào rồi? Đây phải bắt ra đó. Bắt ra đó. Đấy, anh ơi, lại tí chiều nữa. Con nào con đực nhỉ? Hai con đực. Ừ. Không biết này, không biết này. Hai rồi. Rồi ít để ít thế nhỉ. Ông Huấn vô hộ phát ông Huấn. Vô vô vô. Thì dạ, có phết. Mới hình. Chúng ta bắt được con nào? Wow, con béo quá kìa. Bao nhiêu bố? 10 bố. Hai con được à? Cứ ngồi ngồi ghế đi, anh ngồi ghế mà. Đấy, hai chiếc kẹp vào là được mà. Đấy, không có cháy được, tháo hồ. Cái này có một tí này nhá, nó lên luôn nhá. Tí bột thôi nó lại lên luôn như kiểu gà ấy. Cái này cho nó phải hết nhắn đi. Thiên bé này nó đỡ khỏi ra máu nhiều. Thiên to này ra máu. Cho nó đi thẳng. Chú cả thẳng. Nó hết rồi. Để nó cũng phí thế nào.
Ra hết rồi. Một thất. Để không được. Rồi đấy. Vẫn cái đồ vàng nữa mà. Rồi, đấy. Anh nhá, con để bố làm nhá. Hóc đi đấy. Ừ. Đây. Đấy, đây nhá. Bố làm nhá. Nào nhá. Kè để quần rồi này.
dưới bên kia nhá, để anh đóng bên này. Ngon rồi, ngon rồi cậy nhé. Thank you.
nhà thôi nhé, chỉ thiếu quất phê thôi. Anh ơi, em mua chim bồ câu về rồi. Đâu đây? Xem nào. Nào, xem nào. Đẹp không? Thật thật nhé. Rồi, đẹp kìa. Đẹp. Nó vào chuồng đi nhỉ. Nó vào chuồng đi. Anh ơi, đẹp lắm nhỉ. Đôi này mua bao nhiêu đấy? Ây, thế. Đôi này mua bao nhiêu đấy? 150 đôi này anh ạ. Đẹp nhỉ. Đẹp mà. Đẹp đây ra đấy. Anh ơi, lấy chim lên đây đi. Vâng, đây. Thả vào lỗ này nhỉ? Vâng. Đây, tháo ra đây. Anh cẩn thận nhé, nó bay ra nhé. Bắt từng con một đấy. Bắt chân nó đi. Cái này chóng vào đi. Cái này. Yeah.